Sáng ngày 18 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các tỉnh thành phố có dự án đi qua đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Đối với các địa phương có dự án đi qua, Thủ tướng yêu cầu khi triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, phải đảm bảo việc bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, bằng và tốt hơn nơi cũ. Thủ tướng mong muốn, bà con nhân dân có đất phải thu hồi phục vụ dự án ủng hộ chủ trương lớn của nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công dự án. Trong vai trò điều phối dự án Vành Đai 3 tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thay mặt các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương đánh giá, đây là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của ngành giao thông vận tải trong vùng. Dự án Vành Đai 3 sẽ thông xe cuối năm 2025, hoàn thành vào năm 2026. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng là dự án được áp dụng nhiều cách làm chưa có tiền lệ, giúp rút ngắn một năm so với cách triển khai thông thường. Trong đó có công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư linh hoạt, tiệm cận giá thị trường, tặng bản vẽ thiết kế cho người dân trong vùng dự án. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án có thể khởi công đúng như kỳ vọng. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,3 km đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, gồm 8 dự án thành phần. Trong đó 4 dự án thành phần xây dựng, 4 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn 4 tỉnh thành phố. Dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 47,35 km. Dự án thành phần 2 bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh trên địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh. Tổng mức đầu tư 18.975,438 tỷ đồng. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều dài khoảng 53,7 km. Trong giai đoạn hoàn thiện sẽ thực hiện mở rộng bảo đảm quy mô 6 đến 8 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư là 17.837 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 117,5 km, tỉnh Khánh Hòa 32,7 km, tỉnh Đắk Lắk 84,8 km. Đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần.